Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật cho bạn về dự án OGC Community, một cái nền tảng mà cho cộng đồng đào miễn phí đồng quay chính dự án là đồng OGC qua hình thức là đào mining ở trên website và trên bot Telegram. Thì có một cái tin tốt là dự án đang đếm ngược trong cái việc là niêm yết đồng quay này vào ngày là 25 tháng 6, và dự án thì có những cái bản cập nhật và cảnh báo cộng đồng thường xuyên, và đặc biệt là những ngày gần đây thì dự án ấy luôn luôn là nhắc nhở cộng đồng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bắt buộc để mà đủ điều kiện họ sẽ là chụp ảnh màn hình trong vòng 6 tháng. Nếu mà mình đủ điều kiện thì mình mới được là mở khóa để mà claim cái mã thông báo OGC mà các bạn đào để mà rút về cái nền tảng sàn mình bán. Như vậy thì mình sẽ cập nhật cái nhiệm vụ mà dự án thông báo trong vòng là 13 giờ trước, và những cái nhiệm vụ này thì nó chỉ bổ sung một hai cái mới, còn đâu vẫn là tất cả các nhiệm vụ mà mình đã cập nhật cho bạn trong video trước. Thì video trước thì mình cũng đã cập nhật bạn rất kỹ về cái nhiệm vụ yêu cầu dự án. Cách đây là 13 giờ trước thì dự án có một cái bài mà họ đã tweet lại cái việc mà họ đang đếm ngược niêm yết đồng quay vào ngày là 25 tháng 6. Nhưng mà trong cái bài viết này thì họ có bổ sung thêm một số những cái tính năng mới. Là trên cái trang này nó không cho Google dịch thì mình sẽ dịch qua để các bạn biết được cái nội dung bên trong. Để khiến sự chờ đợi trở nên ngọt ngào hơn, đây là một vài chi tiết nhưng không quá nhiều vì âm mưu vẫn được giữ nguyên. Những điểm chính, quy trình niêm yết sẽ được công bố vài ngày trước ngày 25 tháng 6. Styling sẽ được bắt đầu trước ngày niêm yết. Bạn sẽ cần phải chọn, đặt cọc và giành được phiếu bầu, tầm ảnh hưởng và lợi nhuận. Hai là tham gia trực tiếp vào danh sách điều khoản truy cập. Ba là đăng ký các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Ảnh chụp nhanh sẽ được chụp nhiều lần trong suốt 6 tháng để xác nhận hoạt động. Hoạt động trên ứng dụng ít nhất là 10 ngày trên 1 tháng. Và để làm sáng tỏ sự chờ đợi, bạn có thể đọc bài viết Stack ở cái trang OGC và tham gia thử thách tại cái sử thi web 3 của trang Zenny và cạnh tranh để giành được 50.000 đô la, và tất nhiên là grad.org là cộng với giới thiệu, có nghĩa là cái phần dưới là không thể nào bỏ qua cái việc là mình phải đào trong app, và các bạn có thể là giới thiệu thêm bạn bè để mà nhận thêm cái sự đóng góp tích cực. Mỗi ngày hãy tiết kiệm OGC nhiều nhất có thể khi còn có thể. Hãy phấn khích, nhiều chi tiết sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp. Và như vậy đây là cái bài viết nhắc nhở bên phía dự án về cái việc mà đang chuẩn bị là đếm ngược niêm yết vào ngày 25 tháng 6, và cái điều kiện mà để mà mình đủ điều kiện claim một cái đồng quay này về mình bán, thì những nhiệm vụ bắt buộc các bạn cần phải thực hiện. Thứ nhất là phải có cái lượt đào mỗi tháng ấy. Mỗi tháng tối thiểu phải có 10 ngày các bạn kích hoạt máy đào thì mới đủ điều kiện. Còn nếu mình mà không đủ 10 ngày trong một tháng đào đây thì đã là cái không đủ điều kiện của là dự án. Và tất cả những cái nền tảng mạng xã hội dự án thì bạn nhớ là mình vào mục hồ sơ kiểm tra xem các bạn đã làm hết chưa. Mã ví thì mình phải là copy mã ví với cái mạng là ERC-10, mạng ETH ở trên ví cá nhân, không phải là ví sàn nhé. Trước đây nhiều bạn nói là copy ở ví Onnet rồi ví Binance, cái đấy là các bạn làm sai nhé. Vì dự án chỉ cho mình ở đấy ở trên ví cá nhân như là ví Chert, ví MetaMask hoặc là những cái ví Web3 của nền tảng là OKX hay là nền tảng là BitGate. Và ở cái mục là link social account là cái mục mà các bạn cần phải là liên kết tài khoản mạng xã hội như là Telegram, là Twitter hay là trang Discord, vì dự án sẽ là chụp lại màn hình và họ sẽ chụp trong vòng 6 tháng để kiểm tra và sẽ đủ điều kiện phân phối mở khóa rút cái đồng OGC. Khi mình đã liên kết Telegram đây thì mình bấm đây, mình bấm vào chỗ này nó cũng đưa mình sang con bot ở trên Telegram. Thì đây là mình đang đào ở trên con bot nhé. Đây con bot ở trên Telegram này. Và các bạn nhớ là phải follow cả những cái trang mạng xã hội của là dự án ở trên Telegram, như là cái trang cộng đồng của là dự án ở trên đấy. Rồi như vậy thì mình cập nhật đây cho bạn biết là dự án đang chuẩn bị đếm ngược niêm yết đồng OGC, và cái hình thức mà nhận đủ điều kiện phân phối thì mình cần phải là hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ dự án, kể cả cái trang Zenai này. Nếu bạn nào có thời gian mình vào đây mình làm nhiệm vụ nhận cái điểm point ở trên cái trang Zenai dự án.
Và khi nào mà có thông báo mới của là dự án về cái việc là mở khóa ClaimDoQuai về những cái nền tảng sàn nào thì mình sẽ ra video mình cập nhật cho các bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn. Mình cũng xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.